Ewang Linda Passang Sasu Nasamit Chanti Pandita. Ewang Linda Pasang Sun Samin Chanti Pandita. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người chỉ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và một lần nữa con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và sư xin nhường mic này cho Rung. Dạ, sa thú ai dạ kính a dạ ma dạ mô sang kha dạ kính lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ thượng tọa Đại Đức Tuệ cùng chư tôn cùng đứng lễ quý tôn nữ chào tất cả. Dạ con xin kể câu 81. Sê ta gặp gà nô na na tì kê quang minh đa ba dầm xa su mình chăn bận đi ta tha e cặp gà nô qua tên na na sa mi ra ti e quang đi nín đa pa sam sa su na sa mình chăn ti bàn đi ta như đá tảng kiên cố không gió nào lay động cũng vậy giữa khen chê trí không dao động sê lô ya tha e cạc ga nô qua tê na na sa mi ra ti e quang ninh đa ba sầm sa su na sa minh chân ti bằng đi ta người trí ví như tảng đá kiên trì gió cuồng tám hướng dễ gì chuyển lay tiếng cười tiếng đời chê dở khen hay không làm chao động đôi mày trí nhân. Dạ, phổ thơ này của Tâm Cao. Dạ con đã kể xong. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của Rạng Đông. Dạ kính mời chị. Sa thủ cô tu nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư tuệ nhẫn, cô tu nữ tuệ duyên, con kính chào đạo tràng. Con kính đọc câu pháp 11, kính cảm ơn huynh Vát Thà Na cho biết tín hiệu nghe rõ. Sê
ê lo ê các kha nô quá tê na na sa mi ra tị ê quang nịnh đa ba sang sa su na sa mình chẳng ti bằng đi ta sê lô gia tha ê các kha nô quá tê na na sa mi ra tị ê quang đa ba sang sa su na sa mình chẳng ti bằng đi ta sê lô gia tha ê các kha nô quá tê na na sa mi ra tị ê quang nịnh đa ba sang sa su na sa mình chẳng ti bằng đi ta như đá tảng kiên cố không gió nào lay động cũng vậy giữa khen chê không dao động bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu sê lô gia tha ê các kha nô quá tê na na sa mi ra tị ê quang nin đa ba sang sa su bằng đi ta sê lô gia tha ê các kha nô quá tê na na sa mi ra tị ê quang nin đa ba sang sa su na sa mình chẳng ti bằng đi ta ví như tảng đá kiên trì gió cuồng tám hướng dễ gì chuyển lay tiếng đời chê dở khen hay không làm dao động đôi mài trí nhân bản dịch của tâm cao kính mời huynh Bát Tha Ná. Sa thu lành thầy Xích Hạng Đông. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, kính lành lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lành lễ chư Đại Đức Tăng trong Đà Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đi. Quý đạo hữu trong room là con xin được kể kinh pháp cú số 81 và kính cảm ơn cô tu nữ tuệ diện cho biết nghe rồi. Sê lô yá tha a ca ca rô vá tê na na sa mi ra ti e vang nín đa pa sang sa su a min chan ti pan di ta Sê lô yá tha e ca ca rô vá tê na na sa mi ra ti e vang pa sang sa su na samin chanti pandita se lo yatha ekakano vatena na samirati evang ninda pasang sasu na samin chanti pandita như tảng đá kiên cố không gió nào lay động cũng vậy giữa khen chê người chí không dao động bản dịch của ngài Minh Châu ví như tảng đá kiên trì gió cuồng tám hướng dễ gì chuyển lay tiếng đời chê dở khen hay không làm trao động đôi mày trí nhân bản phổ thơ của tâm cao Nam mô Phật Tha Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Sa Giá kính bạch chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ toàn thể đạo tràng giờ hôm nay kể chỉ có bốn vị kể xong không thấy vị nào nữa các người quen thuộc thì khỏe không thấy mà các vị mới không dám giơ tay không biết sao không giơ tay kể bây giờ bắt là thấy còn tới 13 phút mới chưa tới giờ để học bài mới mà hôm nay chưa thấy đại đức Pháp Tín vào room đại thượng tọa tuyển chưa thấy đại Bát Thân Na xin được mời Xích Tà Đàng Đông để băng để chờ sư vào ha để chờ sư vào này mình thỉnh pháp sư để sư giảng sư giảng đâu pre chưa sẵn sàng chưa con nó phải mất thời gian rất là lâu con hiểu không đằng này á con tin thầy thì con giao các bạn
của con nghe thầy. Tập thể lực một ba phần, rồi tập mấy bài quyền cước một phần, vừa kỹ thuật mà vừa thể lực, vừa kỹ thuật vừa thể lực, kết hợp một cách nhuần nhuyễn, hợp lý thì còn may ra. Còn đằng này mà con nhồi kiểu đàn con thì ok đó, nhưng mà cái xác của con có chịu hay không nha. Cho nên mọi việc nó cần đến một cái thời gian thích hợp, thời điểm thích hợp, cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và cần đến một thời lượng thích hợp để nó có thể hoàn tất. Là mới ghi những cái này, việc gì ở đời này cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và cần đến một thời lượng thích hợp để nó hoàn tất. Hai cái câu này là bắt buộc học một lần. Việc gì trên đời cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và một là thời lượng thích hợp để hoàn tất. Ta không thể nào mà bắt đầu sai thời điểm, và ta không thể nào nôn nóng đến mức mà mong cho nó hoàn tất cái thời điểm lý tưởng. Chuyện nó không có. Từ một rau mình ăn cho đến một cái bằng bác sĩ, cho đến cái việc tài, hay là xong một cái chồi lá, tất thể những công việc ấy đều cần đến một cái thời lượng thích hợp cả, thưa quý vị nha. Các vị đừng có nói với tôi là các vị nói thời gian lắp ráp một chiếc xe đạp nó mau hơn lắp ráp một chiếc xe hơi, mau hơn lắp ráp một chiếc máy bay tàu ngầm, nghĩ là nó mau, rồi các vị muốn nghĩ là vì nó mau cho nên mau lắp được. Tôi không đồng ý, tôi tuyệt đối không đồng ý. Đừng cứ nghĩ chiếc xe đạp nó đơn giản là muốn nhanh bao nhiêu cũng được. Xiết cái con ốc mà không đủ tua đó là chạy cho té lòi bản họng nha. Chỉ xiết cái con ốc thôi tùm câm lít, mà xiết ốc không có đủ tua của nó đó, là nó té, nó hư cái xe nha, mà hư cả cái ngũ người của mình nữa. Chiếc xe đạp đó đừng coi thường nó cũng quan trọng như chiếc máy bay vậy đó. Bởi vì các vị tưởng tượng mà có nơi chốn mà đang đi mà nó văng cái phuộc ra ngoài, các vị nghĩ coi có phải chết người không nha. Cho nên việc gì cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và việc gì cũng cần đến một thời lượng thích hợp để mà hoàn tất. Bài kinh này nó sâu lắm mà cứ không chịu đọc, cứ nôn nóng. Hoặc là chúng ta cứ, tôi đã nói rất là nhiều lần, tu tập mà cái không hiểu mục đích tu tập của mình, rồi Dạ Nam Mô Phật Thầy, Dạ Nam Mô Sẵn Khả Dạ, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tín. Dạ kính bạch Đức Pháp Tín, là chúng con đã kể xong bài pháp cú số 81 mà chúng học hôm thứ sáu. Bây giờ con chưa không thấy Đại Đức Quang Lâm Đạo Tràng nên là nhờ Xích Sàng Đông mở băng. Bây giờ Đại Đức Pháp Tín đã vào room rồi. À, bạch Đức, để con thỉnh pháp sư luôn hay là để pháp sư học bài mới luôn là bạch Đại Đức Pháp Tín? À, con xin được thỉnh pháp sư học. Brahmacaloka thipati sahampati katanjariyanti varang ayajatha santitha satta paryakhatika te se tu thammang anukampi mang pachang phạm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc ca giả ngài rời chân sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn thôi không mòn điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lằn rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi
chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phút Tha Dạ Nam Mô Tha Ma Dạ Nam Mô Sẵn Kha Dạ. Dạ thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính cung thiền đại đức Pháp Tín Từ Bi Hoan Hỷ Triết Nghĩ Từ Vựng bài Pháp Cú số 82. Nam Mô Phút Tha Dạ. Dạ con xin được thành kính cung thiền đại đức Pháp Tín ạ. Nam mô Bụt Tài Giá, Nam mô Thần Mài Giá, Nam mô Sơn Thần Giá. Con nguyện xin kính lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là Phật. Con xin cùng kính kính lễ đến Thượng Tọa Minh Thành, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào Phật tử Quát Tham Á, Phật tử Đàn Đông, Nhĩ Nguyễn. Xin chào hai kêu em đó, xin chào Vương Bỏ, xin chào Châu Quang, xin chào Công Thành, xin chào Phật tử Hoàng Nguyệt, Mai Lộc, Cùng Như, xin chào cô trung nữ Tự Nhiên, xin chào Phật tử Việt. Và mấy bữa, mấy ngày nay, bận công việc quá, thành ra con có lớp Phật tử chùa. Tại vì âm thanh của chúng tôi nên nó muốn tắt tiếng luôn rồi. Nhà công việc nhiều quá nó muốn tắt tiếng rồi. Chúng tôi thân mẫu chúng tôi vào trong bệnh viện mổ nhà. Nhưng mà khi mà vô tới phòng mổ thì bác sĩ người ta phát hiện ra bị viêm, bị nhiễm trùng nước tiểu nặng, là nhiễm trùng nước tiểu nặng, thành ra quẩy trở ra, rồi trong mấy ngày nay thì phải điều trị, nhà điều trị cho hết cái chứng nhiễm trùng nước tiểu, rồi chắc tới thứ ba này là mới có kết quả cuối cùng, chứ nếu mà ổn định thì thứ tư mới lên mổ, do đó chúng tôi chạy tới cho nhà bị viêm. Nó bị đuối, dạ, bị thông cảm gì. Dạ, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới. Theo như thường lệ, sau khi đã bài cũ rồi, thì chúng ta sẽ đọc lại, chúng ta sẽ học bài mới bằng cách chúng tôi đọc qua 3 lần. Sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa từ vựng. Yết tha tha biết ra hạ đồ gầm phi đồ. Yết tha ra hạ đồ gầm phi đồ. Na vi lô quyết bát san nô an na vi lô quyết bát san nô an ê quan tham ma ni su to na ê quan tham ma ni su to na ê quan tham ma ni su to na quyết bát si đàn tiết bàn bi ta quyết bát si đàn tiết bàn bi ta quyết bát si đàn tiết bàn bi ta. À, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái cụm từ giáp tha biết, có nghĩa là chúng ta phải tách ra giáp tha cộng với á biết. Giá tha cộng với á biết. Giá tha là một cái trạng từ quan hệ. Giá tha có nghĩa là giống như. Biết hay là á biết, nó là một cái liên từ. Cũng hay là cũng vậy. Cũng hay là cũng vậy. Bí là cũng vậy.
Dạ, không biết quý vị xem chúng tôi không thấy quý vị bóp bài hình hả? Dạ, dạ, dạ thấy rồi. Giá tha giống như há bí cũng vậy. Kế tiếp là một cái danh từ nam tánh, Rahado. Rahado có nghĩa là hồ nước. Rahado có nghĩa là hồ nước. Gamphiro, Gamphiro có nghĩa là sâu thẳm. Gamphiro có nghĩa là sâu thẳm. Gam có nghĩa là sâu thẳm. Dạ. Vipassano, Vipassano có nghĩa là trong sạch. Trong Vipassano có nghĩa là trong. Anawilo, Anawilo có nghĩa là không khuấy đục. Khuấy đục, không khuấy đục. Dạ, xà thú. Ở đầu dòng thứ ba thì chúng ta có một cái trạng từ ê quan. Ê quan có nghĩa là, ê quan có nghĩa là cũng vậy. Thammani, Thammani có nghĩa là giáo pháp. Nó cũng xuất phát từ cái danh từ thâm mát, nhưng mà do được chia theo đối cách số nhiều thành ra nó trở thành Thammani, Thammani giáo pháp. Sutana, sau khi nghe. Sutana, sau khi nghe. Sau khi nghe. Yeah. Vipassidanti, Vipassidanti có nghĩa là an tịnh. Vipassidanti an tịnh hay là vắng lặng đó. An tịnh. Pandita, Pandita có nghĩa là bậc trí. Pandita có nghĩa là bậc trí. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. À, cảm ơn Phật tử Rạng Đồng. À, hôm nay Phật tử Rạng Đồng bốt bài nhanh rồi. Xa thú. Dạ, biết rồi, mình thấy là đúng là người ta nói là dí dạy thầy, cây dạy thợ ha. À, làm biết là quen. Yatta Virahado Gamphiro Vipassano Anna Vilo Ewan Thammani Sutana Vipassidanti Panita. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng, không thấy được. Vậy, người trí. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Và con kính mình nãy chúng tôi thấy cũng tỏ tài quyền online mà không bị mà sao bây giờ hết thấy nè. Bây giờ thì con xin được thay mặt hội chúng ở trong xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng ý nghĩa và duyên sự của câu kệ Pháp Cú 82. Và con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền
À, không biết là thượng tọa có nghe được âm thanh của con chưa? Dạ, sao con thấy tín hiệu của thượng tọa rồi, con xin thành kính nhau cùng chúng thượng tọa. Mô Bức Thầy chứ là một là mô sở khai đi cho chúng được nghe rõ. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. À, quý vị cảm ơn của thanh hát cùng đại chúng. Cảm ơn sư cô Tây Duyên. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo Pháp và chúng tăng kính lễ. Cơ tổng minh hành để Đức Phật Đức Tăng đại. Thân chào đến quý tu nữ cũng chưa Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhavantam Apivade Misvakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suttapanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương thần đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo, Phật Tăng Bảo, người nhờ quay lực Tam Bảo hàng do hội những chư tôn đức tăng quý chúng nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 82. Đây là câu pháp cú có tựa đề tức là yên lặng sau cái cơn bão. Ở đây có nghĩa rằng khi chúng ta nghe cơn bão này là bão, bão lòng và bão táp ba bên ngoài, bão lòng của mỗi con người. Thì cái Đức Phật ở tại Kỳ Viên á, liên quan đến mẹ của một thiếu thứ nữ gọi là Kana và Kana. Thì mẹ của Kana là một Phật tử chứng quả dự luôn. Thì kính thưa quý vị, mẹ của Kana này mới gả con gái cho một làng khác. Kana một lần về thăm mẹ đó được ít ngày rồi cô trở về bên chồng. Và khi mà cô trở về, khi về thăm mẹ mới giữ ở lại và bảo rằng con ở đây thì khi mà mẹ về thì mẹ cho, sẽ cho quà để đem về, cho nên đi tay không như vậy để chờ mẹ sẽ làm những cái bánh trái để mang về. Thì kính thưa quý vị, khi mà các cái phần bánh để cho Cana đem về thì lúc đó đó có các tỳ kheo đến khất thực, có một vị tỳ kheo đến khất thực và cúng dường hết. Khi vị tỳ kheo này ra đi thì khác cứ tới nữa, và cứ vị thứ hai, thứ ba, thứ tư đến cất thực, cả bốn người và đều cả bốn vị cũng bánh hết luôn. Và cho nên vì vậy Kana không có việc hết bánh rồi, cho nên Kana cứ ở lại, và cứ ở lại đâu ba ngày như vậy đến ba lần. Và cũng vì lý do mà không có về nữa, như là chồng giận và không chờ, thế là mới lấy vợ khác. Thì được biết như vậy cho nên Kana rất là giận các thầy tỳ kheo, mắng nhiếc chửi bới nhục mạ các thầy tỳ kheo, nó có bị giá bài chỗ đó. Thì biết cái chuyện này thì ngày đi tới thì Kana là vị chứng quả dự luôn. Khi Đức Phật thỉnh đi tới thì thỉnh Đức Phật vào. Và sau khi cúng dường ngài á, thì ngài mới hỏi thăm Kana, thì ngài mới gọi Kana tới. Tại sao thấy con có vẻ quá nhiều và như vậy? Thì sau đó cái hai mẹ con mới kể lại cái câu chuyện cái việc khác biệt mà đến chư tăng. Thì cái chuyện đó mẹ của con cúng chư tăng đâu có lỗi gì, tại sao con lại mắng nhiếc chửi rủa chư tăng như vậy? Thì sau đó đó, sau khi nghe phân trần như vậy đó, thì cô ta mới nhận biết rằng mình có sự xúc phạm đến chư tăng như vậy, và đảnh lễ Đức Phật và xin sám hối cái lỗi. Và Đức Phật ngài thuyết pháp cho cô ta chứng quả dự lưu luôn. Thì khi mà Đức Phật trên đường ngài về trở về tỉnh xá đó, khi đi ngang qua cái hoàng cung đó, vua mới hỏi bây giờ coi như đã mọi việc đã xong chưa, chị Kana mắng nhiếc chửi rủa như vậy có đã xong chưa,
Vị Phật mới đáp: đã xong rồi thưa đại vương, cô ta không còn cái sự mắng nhiếc nữa, mà cô ta đã được một cái tài sản thúc xuất thế gian, tức cô ta đã chứng thánh rồi, chứng thánh dự lưu rồi. Bạch Thế Tôn, thì con sẽ cho cô ta cái quả, cái tài sản thế gian. Thế là Đức Phật, thế là sau ngày đi về xong, thì vua cho gửi cho cô ta một cái kiệu lớn, các cái đồ trang điểm, và thế là vòng hoa vân vân, và thông báo cho ai có muốn cưới cô thì đến cưới. Từ đó thì cô ta có nhiều cái điều kiện để phục vụ đến đại chúng tăng, tìm nhiều vị sa môn và la môn để cúng dường. Để cúng dường, và thế là kính thưa quý vị, cho đến khi dạ xin lỗi cô, chút xíu xin gọi lại, xin có đang giảng. Sư đang giảng, chút xíu sư gọi lại sau. Thì kính thưa quý vị, thì sau khi cô tìm nhiều người để cúng dường, và cúng dường rất là đặc biệt những loại cứng loại mềm, và luôn luôn sao có sẵn trong nhà những cái tài sản đó, như là những cái như là một cái nguồn nước mà để cung cấp cho đại chúng. Dạ. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngày mới xác định cho chư tăng biết rằng quả thật thì Kana đã làm như vậy, nhưng bây giờ là Kana đã trở nên tốt đẹp và là một vị thánh, một cái vị thánh hữu học, một vị thánh hữu học rồi. Sư nói rồi, sư đang giảng, cô ơi, sư đang giảng thuyết pháp đó, cô chờ một chút xíu đi, điện lại sau. Tôi xin cáo lỗi quý vị, người ta không nghe rõ cho nên người ta cứ điện qua. Thì sau đó thì Đức Phật ngày mấy ví dụ và động lên một cái câu kệ. Nó liên đến một cái chuyện pháp cú rất là dài. Bổn sanh gọi là bách bú. Một con mèo tìm được, con thứ hai xuất hiện, con thứ ba, thứ tư, hàng ngày chúng tìm đến. Thì bốn con mèo đó rất ấm cho cái thầy tỳ kheo, và con chuột kia chính là Kana và người thợ Châu Báu và Thế Tôn. Và ngày bắt đầu ngày nói lên câu pháp cú: như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Thì kính thưa quý vị, ở đây khi được thấm nhuần pháp lạc, đánh tan đi những cái hoài nghi, những cái thắc mắc, những cái điều không đúng do nghe được chánh pháp. Quả thật thì đầu tiên thì chúng ta nghe qua cái câu chuyện thì mẹ của Kana là một vị thánh tu học, là vị tu đầu quần, cho nên tâm của bà rất là vững. Dạ. Nhưng Kana đó vì mất đi chồng, và cứ có đôi khi nó cũng cảm thấy rằng ta cũng cảm thấy bực bội, tức là hết thấy vị này cho tới thấy vị kia tới, và cô ta có lên khởi lên cái sân tâm. Cho nên ta tháng cái thầy tỳ kheo nó như thế, như là một cái mà hôm nay chúng ta được cái tựa đề cái này, coi như là như một cái thác lũ vậy, là như một cái dòng thác. Ở đây nó nói tới cái gì, nói tới ý nghĩa của cái việc mà nhẫn dường đó, như một cơn bão. Cái bão trong lòng đây là bão của Kana, cái bão táp phong ba bên ngoài là ghê gớm, nhưng nó không bằng cái bão của trong lòng, đó chính là tham dục và sân độc nó xảy ra. Ở đây Đức Phật nhiều nhìn cái hình, dùng cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó như hình ảnh ví dụ một cách, tức là nói lên một cái kiếp con người, và con người chúng ta cũng vậy.
những cái chuyện buồn, những cái chuyện khổ chính là bảo lòng. Chứ không phải bảo lòng, chính là khi mà chúng ta yêu thương đó, chúng ta bị bảo lòng, phải như vậy. Mà bảo trong lòng đây có nghĩa là những cái sự bực bội, những cái sự khó chịu, những cái tham dục, những cái sân tâm ở trong lòng. Thì cái na này mang cái sân tâm trong lòng và cứ chửi bới, mắng nhiếc các thầy tỳ kheo, đến rồi các vị không có dám đi qua. Và thử thật thì trong cái sự vô tình thôi, các thầy tỳ kheo đi bác, thứ vị này cũng không biết, vị kia cũng không biết, cứ đi tới. Quá thật thì ngày hôm nay cái sự cúng dường đó nó khác rồi, nó không phải như xưa nữa. Ngày nay thì thí dụ như bây giờ các vị đi đường này thì các vị khác đi đường khác, có lần mới đi một cùng đường để cái sự cúng dường của Phật tử, người ta phải lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, họ ít lần thường thường đó. Nhưng điều đó cũng tùy duyên lắm quý vị. Quả thật thì có những người đủ cái hào sản hào tâm á, người ta cũng vẫn cúng dường thôi, chứ không phải làm cái chuyện gì cả. Có khác của chúng ta đó, ví dụ như những người mà người ta cầu mong được làm phước thì người ta vẫn tiếp tục, chứ không có chuyện gì. Cái đó là tùy theo cái tâm duyên của mọi người. Nhưng ở đây Hakana vì nghĩ rằng chính vì mẹ cứ cúng như vậy, cứ cúng hoài như vậy là làm cho cô ta không thể đi về, mà thế là cô ta mất chồng đi. Đó là cô ta buồn. Cô ta lấy cái lỗi đó mà cái trách móc. Cái cơn bão này nó dấy lên một cái, nó như là một cái chuyện mà tất cả mọi người biết. Thì Đức Phật nghe Đức Thân Ngài đi tới, đi dừng lại cái cơn bão, và Ngài thuyết giảng cho Kana nghe, để Kana phải biết đừng có cái sự sân hận, đừng có một cái sự buồn phiền. Một cái hồ nước sâu thẳm ở đây nó đứng, tâm của chúng ta thật là sâu, tâm của chúng ta thật là cạn. Nhiều khi nó thâu sâu thật là sâu, nhiều khi nó cạn thật là cạn, nhiều khi nó thật là xa, nhiều khi nó thật là gần. Tâm của mình thật là lớn, mà tâm của mình thật là nhỏ. Nhiều khi tâm của mình nó là đại thiện, nhưng điều khi tâm của mình nó bó hẹp, keo kiệt, bỏng sẻn, cho tới một cái ý niệm thiện khởi lên cũng khó nữa. Nó lạ lắm quý vị. Cái tâm con người mà nó vậy đó. Bởi nhất cũng là tâm con người, mà cái gì mà yếu nhất cũng là tâm con người. Cái gì là hay nhất cũng là tâm. Cái gì nhu nhuyến nhất cũng là tâm. Cái gì thô kệch nhất cũng là tâm. Cái gì vi tế và đẹp đẽ cũng chính là tâm này. Cho nên vì vậy, khi tâm đó mà khởi lên ác tâm thì đau khổ bước theo, mà khởi lên thiện tâm thì an lạc sẽ bước theo. Cũng vậy, lăn theo con vật kéo xe mà là thiện thì có một sự đối xứng một cách rõ ràng. Và cũng như thế, không bị khuấy đụng, như cái tâm nó không có bị khuấy đụng do cái phiền não, thì cái tâm này nó sẽ trong sáng, cái tâm này nó thanh tịnh, cái tâm này nó đại thiện. Và nhờ cái đại thiện, nhờ cái khéo léo đó, do cái gì? Do nghe được chánh pháp mà tâm được như thế, tâm được pháp, tâm được yên tốt đẹp. Khi nghe được diệu pháp sẽ thành tựu được cái pháp lạc, tức là người trí được hưởng tịnh lạc đó, tức là thấm nhuần hiểu biết và giác ngộ cái lời dạy của Phật. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy ở trong kinh văn, cái duyên của những người nghe mà gặp được Đức Phật nó rất là ít. Mà thường những người này người ta có cái căn duyên tu tập từ tiền thân ba la mật, nó tạo rất là nhiều.
Tự nhiên chúng ta nghĩ rằng tại sao chúng ta học hoài cũng thuộc, cũng hoài học hoài cũng không nhớ. Bởi vì tâm của chúng ta nó không có tu nhiều, tâm chúng ta nó ít tu, mà tiền thân chúng ta không có tạo cái pháp độ ba la mật, cho nên quả thật cho là nghe cái hiện kiếp này, nhưng quả thật từ tiền thân chúng ta đã người đã quân tu, người đã quân tập các cái thiện sự, người đã chuyên làm các cái công đức phước lành, thì kính thưa quý vị, khi đó đó người đã sanh lại thì thiện lên, chứ còn không thì cái sự câu thúc nó hết sức là keo kiệt và bỏng sẻ. Chúng ta nhớ có ông keo Bà La Môn đó. À, ông keo kiệt cho nên ông chỉ ăn một cái món ăn gì người khác thấy, rồi sợ người ta sinh hay người ta cùng ăn với mình thì nó tốn kém. Thì có những con người nó như vậy đó quý vị. Cho nên đó, người ta quan trọng một cái đồng vô cùng. Quả thật cái đồng tiền nó liền khúc ruột mà. Cho nên vì vậy những con người mà có cái đồng tiền nó quá lớn, mà chúng ta gọi là có đồng tiền như cái bánh xe, cái bánh xe bò. Hồi xưa có cái bánh xe, nhưng ngày hôm nay như gọi là bánh xe bò nó to lắm. Thì đồng tiền người ta có to lớn, cho nên người ta sợ mất tiền, người ta sợ hết tiền. Nó lại khác hơn cứ sợ sệt và đi lên lầu, mà ông ta lên lầu, ông ta cũng đứng ở trên lầu rồi mà cũng ủa, thì lúc đó ngày Mục Kỳ Liên, ngày cứ như vậy mà thích người dùng tâm đến thì người tiếp đón. Thì ở đây những kinh văn đã nói những cái chuyện thì dạy cho chúng ta đó. Cũng như khi mình cũng thưa quý vị, cái tâm của mình là mình khi mà khéo kỳ kỹ lắm, cái tâm mình hiện thiện thì hiện thiện, mình khi không gặp không có một cái sự khéo muốn liền, một khéo dạy dỗ tâm của mình, thế là chúng ta không có y giáo y pháp nữa, mà chúng ta khéo kỳ là một chuyện. Rồi chúng ta lập luận trên cái điều đó, ở tại như thế này tôi không làm là lý do như thế kia vân vân. Chứ sự thật ra gặp chúng ta có thì chúng ta làm, chứ chúng ta đừng có cho làm như vậy thì nó tiếp tay cho cái người xấu, hay là tiếp tay cho cái kẻ nó lợi dụng. Khi chúng ta biết đó là không thật thì chúng ta không có giúp, nhưng chúng ta cũng không cần mắng nhiếc, chúng ta cũng không có cần mà phải. Nếu chúng ta biết đối tượng mà chúng ta cho đó là cái điều xấu, bởi vì khi người ta cần chúng ta có thể giúp, đây chính là cái tâm đại thiện. Còn việc người ta làm như thế nào đó, sử dụng như thế nào đó là cái chuyện riêng, cái nghiệp quả của người ta, người ta chịu chứ chúng ta không chịu. Mà là một người đệ tử phải hiểu biết chỗ này, chứ nó là gì, tôi không cho họ như vậy là tiếp tay với họ, cho vậy như vậy là chúng ta hại họ. Khoan hãy nói như vậy, có một số người đó, người ta nói người ta không có cho ăn xin, bởi vì ăn xin như vậy đó, có một số người người ta lợi dụng cái chuyện đi xin đó, người đi làm lụng để kiếm cái kế sinh nhai, mà người ta đi xin như vậy đó để người ta về người ta làm những cái chuyện nhẹ của người ta quậy quạng vân vân. Thì đó là dĩ nhiên cũng có người này cũng có người khác, cũng có những mảnh đời cần những cái đồng tiền ban bố, tuy nhỏ thì góp lên nó thành to, ít nó góp lên thành nhiều thì cũng có. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này chúng ta đâu biết đâu có biết chỗ nào là đúng, chỗ nào là sai, chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu. Nếu mình khởi lên cái thiện tâm, mình giúp là mình giúp đi, rồi mình nghĩ rằng người ta lợi dụng mình hay người ta mà chúng ta phải biết rằng sự bố thí hay sự cúng dường của chính mình đó là khi đối tượng người ta cần hết chuyện, còn người ta xử lý như thế nào đó trên cái việc mà chúng ta cho đó là
đó là cá nhân của chính họ. Họ làm đúng hay là họ làm sai là chỉ họ. Nhưng hiện nay để đang đúng. Vì sao quý thưa quý vị? Nó cũng là một đối tượng để chúng ta có cái sự kính lễ, chúng ta có cái sự cúng dường. Mà sự cúng dường này, nó chính là mang lại cái sự an lạc cho chính ta thôi. Và kính thưa quý vị, cái tâm mà được trong sáng, là cái tâm biết buông bỏ, cái tâm không có keo kiệt, cái tâm không có sân hận, cái tâm không có tham dục. Mà tâm không có tham dục đó, chính là chúng ta đã ngăn chặn, chính chúng ta đã điều phục được cái phiền não. Chứ quả thật không phải đơn giản mà chúng ta có một cái sự mà từ tiền thân chúng ta phải tạo tác. Bởi vì kiếp chúng ta gặp nhiều, chứ sống với những người mà có cái tâm keo kiệt, có cái tâm bỏng sẻn hay có cái tâm hạ tiện, có cái tâm là nhỏ mọn, nó rất là mà chúng sinh trong dặm luân hồi này hơn nhau một chỗ, tức là được cái phước thôi. Người ta có phước hơn mình, người ta được tạo nhiều cái thượng duyên hơn mình, và đó chính là người có tu hơn mình. Đây là cái điều rất quan trọng. Khi người ta có tu hơn mình thì mọi việc người ta làm nó rất là khác. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Còn nếu như chúng ta học không có, đây là một chuyện hết sức là nguy hiểm. Họ không tu thì cái sự keo kiệt, cái sự sân hận, cái sự bỏng sẻn của chính chúng mình và cái sự chấp ngã, cái sự ngã mạn chính chúng ta nó khởi sanh lên. Sự tu ở đây chính là bởi vì ý thức được, hiểu biết được tự mình, và từ đó chúng ta không có chấp thủ khởi sanh lên, có bực bội khó chịu khởi sanh lên. Cũng do mình hiểu biết được, do mình điều phục được tâm của mình. Và từ chỗ đó cái sự trong nó có sự trong sáng, nó không có khuấy động. Và cũng như có một số người, người ta tánh tâm của người ta nó sân, thì khi mà dạy, phải dạy họ bằng họ biết rằng mong cho tâm mình cứ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nói với tự tâm, đừng có nói với cái sân tâm, thì chúng ta sẽ được tốt. Chứ rằng là nghe nói về sự khó chịu rồi chúng ta cảm thấy bực bội, để chúng ta có sự quan kết. Cách đây khoảng chừng một tuần, có một người Phật tử họ nói với chúng tôi: "Thầy sư có biết không, con ở nhà con với ông xã con cũng có học với nhau, mà sự quả nhiên sự thật chúng tôi cũng biết nữa, giữa hai vợ chồng cũng cứ hụt hạt bao nhiêu thời gian qua, cái một thời gian á, khi mà nó càng căng thẳng á, cái họ nghe người này nói, họ nghe cái người kia nói, không coi như là bị ma quỷ nó kích động, rồi tự nhiên bà bực bội bà mới nói, cho nên vợ chồng mới có nhiều cái cách như vậy." Thì chúng tôi mới nói là chúng tôi nghe như vậy thì hỏi cái cô ta lợi của ta nhờ hô thưa sư giải giùm con, cái chúng ta gọi là cũng như quan gia trái chủ vậy đó. Như cái này thì họ hiểu như vậy, thì chúng tôi khi đi tới, chúng tôi đó, ở đây có quan gia trái chủ nào hết trơn, chính là cái không có con ma nào bằng chính con ma tâm của mình đó. Chồng cô không có đón nghe một cái chuyện gì hết, giờ chồng cô cũng vậy, cũng không đón nghe cô một chuyện gì hết trơn. Hai người cảm thấy nó chịu một cách như thế nào chứ. Khi mà ổng làm cái gì á, cô cũng dặn lòng đó, mong rằng tâm mình cứ luôn luôn quá, mình sẽ nói với ổng bằng cái tự tâm, không nói bằng sanh tâm. Mình sẽ làm bằng từ tâm, không làm bằng cái tâm thân ác. Bao nhiêu đó là tự nhiên cô thấy không có ma quỷ nào nó quấy phá cô hết, và cô còn nó sẽ xử lý khác liền. Khi người chồng nói cô như vậy, cô im lặng đi, khâm nhẫn tu đi, và suy quán, nhớ niệm tưởng cái từ tâm, và suy quán rằng đó là cái nhân duyên.
Đó là cái điều mà giữa mình với chồng mình chưa hiểu, chưa hiểu cái điều đó. Giờ rồi nếu như ông chưa hiểu thì mình cứ im lặng đi, cứ niệm cái từ tâm trong lòng, thì tự nhiên nó sự bực bội khó chịu. Có thể cô ta làm được 2-3 bữa, cô ta điện thoại lên ông sư rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Và chúng tôi nói khi mà phải nhịn ổng tức lắm nhưng phải nhịn nghe lời. Chúng tôi nói cố gắng nhịn nữa đi, thì thời gian nó hết rồi, nó sẽ vui trở lại hết tất cả. Thì ông chồng cũng lạ, mỗi ngày vừa nó ra một câu cắt ngang một cái cự nữ, sao giờ này má của tụi bay cũng lạ, nói nó không cãi nữa, mà cũng căng thẳng nữa. Không biết bà có thay đổi gì, tao mừng quá trời, nhưng tao không biết bà có bị bệnh hay không. Thì sao cô ta mới liên hệ với chúng tôi? Ôi sư sư, vậy là ông chồng nói con có bệnh gì, có bệnh không sư? Thế tao nói, quá thật thì ông nghĩ là đúng rồi. Thế từ xưa tới giờ hai chồng cử ngữ nhau hoài, bây giờ tự nhiên ông cử, ông nói này nói nọ cô em ru thì tự động á. Rồi chính ông bệnh, bây giờ ông thấy lạ quá, ông cũng đổi thay. Bây giờ ông cũng tạm thời, tức là ông thấy lạ. Mà chính cô á, ông cho là bệnh, nhưng sự thật ra người không có bệnh. Và cô đang là người rất là khỏe mạnh và rất ổn. Thì cô cứ niệm tưởng cái từ tâm đi, nghe lời sư đi. Không có con ma nào mà chính con ma trong lòng mình đó. Con ma mà giận hờn, con ma mà chấp hữu, và tự nhiên cũng như mình với chồng mình nghịch. Khoan thấy nó cái tuổi tác, cái sự nghịch đảo, mà chính là do hai người, cứ người này nói người kia phản pháo, người này nói người kia coi như đâm ngang một cách tắt đài, chẩn thần mình. Rồi giọng nói gì nó kệ không? Cô cứ nghe coi như là không quan tâm đi, thì mọi việc nó sẽ ổn định. Cái sự tình như Đức Phật ngày có một lần ngày A Nan á đi cùng với Đức Phật, đi ngang một cái chỗ đó bị người ta chửi bới quá nhiều rồi, lúc ngày A Nan chịu không nổi tỉnh Đức Phật này đi, nói này này A Nan đi tới chỗ này, đi từ tìm chỗ này đi tới chỗ khác người ta chửi nữa, đi nữa hay này A Nan Như Lai không có đi đâu hết. Ở đây trong vòng 7 ngày cái sự tình này sẽ tắt, sự tình này sẽ yên, như là yên lặng sau cơn bão, chỉ có thời gian thôi. Thì quả thật thì khi Đức Phật nghe người nói như vậy, sau 7 người ta không còn chửi nữa. Thì cũng như thế nào, ở trong cuộc sống này đâu có đôi khi những cái chuyện nó không có đúng như chúng ta, thì đó chúng ta y pháp. Y pháp đó chính là chúng ta biết nghe cái diệu pháp và chúng ta thực nghiệm cái diệu pháp bằng cách, tức là chúng ta tu từ tâm, hay chúng ta tu cái sự kham nhẫn, tu cái sự si quán về kiếp con người, về cái nghiệp quả của chúng sinh. Và khi chúng ta nghĩ và suy nghĩ và hiểu biết được như vậy, cái giá trị của nghe như vậy mình mới kiểm soát cái tri kiến của mình nghe như vậy mình mới có một cái tâm mà hướng tu nó nhiều, cái tâm hướng tu nó lớn. Mà khi tâm hướng tu, tâm được an vui, tâm được tốt đẹp, mọi chuyện nó rất là tốt đẹp. Và khi nghe chánh pháp đó, chúng ta đoạn được cái nghi hoặc. Cái tâm tính của con người mình hoài nghi, mình thắc mắc, không biết người ta sẽ như thế nào, người ta sẽ ra sao. Thì chúng ta chưa có một đủ một cái trí tuệ, chúng ta chưa đủ một cái thiền chứng để mà chúng ta biết được tâm của người. Nhưng qua sở tâm, sở hành, sở tâm, sở tánh, thì chúng ta cũng có thể đón nhận được, chúng ta cũng có thể hiểu biết được cái sự tình nó diễn tiến ra sao, nó như thế nào. Một người mà biết chấp nhận, biết đối diện, thì không có cách nào người ta chửi mình hoài được, không biết là người ta có thể làm hại mình hoài được. Bởi vì mình biết chấp nhận,
cũng như cái nghịch duyên, cái thú vị. Khi cái duyên nghịch nó tới mà chúng ta tránh né là rất là bất lợi. Mà khi cái duyên nó nghịch đến thì chúng ta quán chiếu nó, chúng ta chấp nhận, chúng ta đối diện. Bây giờ là nghịch duyên tới rồi, hãy mà thuận duyên chúng ta cười, nghịch duyên chúng ta buồn là đau khổ, là nó phát sinh lên. Bây giờ mình vui một chút xíu rồi mình buồn, bây giờ mình khổ chút xíu rồi mình hết khổ, bây giờ mình đang thiếu thốn một chút xíu rồi mình được đầy đủ, hay ngược lại, bây giờ mình được đầy đủ chút xíu nữa nó sẽ mất mát hết tất cả. Thì khi nghe được cái chánh pháp, khi nghe được cái lời dạy của Phật, khi học được tâm tâm và những gì mà nó trôi xa ra, nó ra trôi xa cái tầm tay của chúng ta và chúng ta không còn cầm nắm nữa, thì chúng ta cũng hiểu biết luôn các pháp nó thường. Mà cái gì vô thường, cái đó sẽ mang tới khổ đau. Mà chính Đức Phật dạy chúng ta không nên chấp ngã, cho rằng hay là bất thường, cho rằng mình tốt hay là xấu, không là một vấn đề, kính thưa quý vị. Sự tu của tất cả mọi con người đều biết được rằng chính mình nghe được diệu pháp, mình thấm nhuần diệu pháp hay mình tu tập, thì đó chính là mình hưởng được cái dung to lớn. Con người chúng ta đau khổ bởi vì do tâm phiền não khởi sanh, mà nếu con người biết tu á, thì không nhiều phiền não, thì chắc chắn là chúng ta hưởng được cái tịnh lạc của nó rồi. Bởi vì sao chúng tôi phải nói như vậy? Ở trong cuộc đời này, tất cả các mục tiêu, những ý, nếu chúng ta có một sự tư lường được, thì mọi việc nó sẽ được tốt đẹp. Vậy chúng ta phải biết tham nhẫn, chúng ta phải biết đối diện với chính nó. Mình đừng có trốn, mình trốn cũng trốn không được đâu, mình tránh cũng tránh không được đâu. Khi cái thiện nghiệp nó khởi sanh về rồi, mà trong thuyết lý về nghiệp thì chúng ta nhớ có cái câu, tức là dù cho bay vút lên trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, dù có núi thẳm mang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo, thì mình đã... thôi bị nghịch duyên nó tới, chúng ta biết đối gì với nghịch duyên. Bởi khi cái nghịch duyên hay cái nghịch cảnh nó đi qua rồi đó, thì tâm của chúng ta mới hưởng được cái sự an lạc được. Chứ còn sợ hãi tránh né, sợ hãi bực bội, sợ hãi khó chịu, thì chúng ta muốn tránh cũng tránh không được, né cũng né không xong quả mà. Hiểu biết được như vậy, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ có một sự tu tập mới tốt. Hiểu biết được như vậy là chúng ta sẽ có một cái sự tỉnh thức vô cùng, vô cùng to lớn. Mà không phải nói bằng lời được, mà phải nói bằng cái gì? Bằng tính cách con người. Tâm của chúng ta ra sao? Và tại sao một cái điều mà thiết yếu cần thiết nó bổ túc tri kiến cho tính tất cả, đó là phải nghe diệu pháp, xuyên qua đọc nghe suy tư và tu tập, đó chính là cái trí văn, trí tư và trí tu. Xuyên qua hành động của nghe, hành động của học, hành động của thẩm nghiệm và hành động của tu tập, thì cái trí mà sinh lên được, mới biết được đâu là đúng, đâu là sai. Bởi con người khi biết được à, tâm mình nó đầy phiền não, tâm mình cái điều này nó sai, khi mình khởi sanh lên bất thiện thì mình cũng đã có lỗi, mình khởi sanh lên nhiều cái điều không tốt. Thí dụ như là một người hiểu biết Phật pháp không bao giờ tự trách mình, tại sao ông trời phạt tôi chứ này, ông trời hại tôi như thế kia. Mà khi nghịch duyên tới là biết à, chúng ta vốn đã gây cái nhân đau khổ này, những cái nhân không thuận, thì giờ này chúng ta đang bị đối diện với nó, đối diện và nhìn thẳng nó, không sợ hãi, không lo lắng. Vì chính vì không sợ hãi, không lo lắng đó, tâm của chúng ta được tịnh lạc, tâm của chúng ta được cái gì? Sau khi mọi việc gì nó đã qua và chúng ta nhìn thấy lại, chúng ta mới biết là tất cả nó là như thế. Cái pháp hữu vi nó sanh
cái việc như vậy, đó là sự thật. Ai cũng có một cái tâm tư tình cảm, ai cũng có một tài sản, ai cũng có một cái niềm vui nỗi buồn. Mà thường người ta thích cái buồn, người ta tìm cái vui. Dù cho bất cứ như thế nào, trong cuộc đời này, cái buồn, cái vui, cái vừa lòng, cái không vừa lòng, và cái mất mát, cứ đâu xa tầm tay của chúng ta, như chỗ những gì mà chúng ta vừa lòng cái kể cái lại. Bởi vì các pháp nó vô thường, nó đi qua. Chúng ta nhớ các pháp nó vô thường đi qua. Thì dù đúng dù sai gì, thì cuộc đời này nó cũng sẽ kết thúc, cũng sẽ đi qua, cũng sẽ chấm dứt. Cảm thọ chính là vô thường. Cảm thọ ưu đều là vô thường. Cho nên cái điều mà nãy chúng tôi nói, chúng ta đôi khi chúng ta phải đối diện với chính cái nghịch cảnh. Chúng ta quan sát và nhìn thấy cái nghịch cảnh đó, thì tự mình nó không có rơi vào tuyệt vọng, nó không có rơi vào một cái điều đau khổ, mà chúng ta biết phân kỳ phân ly, chúng ta biết đón nhận nó và chúng ta biết cách giải quyết nó. Do cái gì? Do nghe, do hiểu, do học, chúng ta mới có một sự tìm ra một cái lý của chánh kiến, và có cái chánh kiến và chánh tri kiến nó chuyển động đi để chúng ta hiểu biết đúng. Cũng như vậy, ai cũng nói là Phật tử, ai cũng nói rằng mình cũng nghe pháp như người ta, ai cũng nói rằng mình cũng học pháp như người ta, ai cũng nói rằng mình tu tập như người ta. Nhưng sao mọi người lại có kết quả khác nhau? Có những người tu tập nó thành tựu, có những người tập không thành tựu. Họ nói không được cái gì hết. Nhưng tại sao có nhiều người mà tu tập ta hưởng được những cái pháp lạc, ta hưởng được những cái sự thân tâm họ khinh an, họ được tốt đẹp? Thì cái thưa quý vị, đây chính là do cái gì? Cái duyên phước của chính họ. Họ đã có tu và họ thật tu. Và chính vì vậy họ xác định được đâu là cái chánh kiến, đâu là cái nhân quả rõ ràng, và thế là họ tin. Bởi vì làm cái gì, làm quý vị nhớ là khi khuyến dụ, khi mà nói cho người ta nghe đó, thì hướng dẫn người ta trên một cái nghiệp quả, và mà nghiệp quả đó chính là cái giá trị của nhân quả, không phải tự động mà có. Tự động cái chuyện đó nó sởi sanh lên, nó đều có, khói làm sao có khói. Như vậy đó, cái lửa này, lửa gì, cái nguồn cơn nó xuất hiện tới đây là do cái nghiệp quá khứ nó vọng về, hay là do cái sự bực bội khó chịu của chúng ta? Mà khi đó chính là thì chúng ta phải biết tu tập để chúng ta lắng động xuống sau cơn bão, cho nó qua đi. Chúng ta bị người ta mắng nhiếc, chúng ta bị người ta hiểu sai, chúng ta bị người ta làm những cái chuyện không đúng, thì Đức Phật ngài nói rằng chớ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là không làm, mà hãy nhìn lại chính mình làm hay là không làm. Đó là một cách tu, kính thưa đại chúng, đó là một cách tu, và tu như vậy nó rất là thiết thực. Mà do cái gì? Do chúng ta hiểu biết được, do chúng ta nghe cái lời dạy, chẳng qua đó là một sự chấp thủ của chính mình. Người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta nói xấu về mình, vân vân. Mình cứ kiểm nghiệm, mình không có những hành động như vậy, mình không có lời nói như vậy, mình không có sự suy nghĩ như vậy. Có họ có nghe hay không là tùy họ. Tâm của mình nó trong sáng, tâm của mình nó tốt đẹp, tâm của mình không có nói những cái lời nói đó, tâm của mình không có làm những cái điều sai lệch đó, thì chúng ta hoan hỷ. Còn nếu như ai nói xấu chúng ta, thì chúng ta cũng phải đối diện với cái nghịch duyên, với cái nghiệp quả của chính họ nói cho mình. Cái lời nói của chính họ vĩnh viễn không bao giờ sửa sai được. Nhưng có những cái người cũng như chúng ta nói như vậy, nhưng sau đó chúng ta cũng có thể sửa sai được, chúng ta cũng có thể chuyển đổi được. Và cái đó chính là do cái từng mỗi người nó có cái duyên, cái nghiệp riêng của chính mình. Và kính thưa quý vị, khi mà mọi chuyện gì đó mà chúng ta nhìn cuộc đời, nghe cuộc đời, thấy cuộc đời,
mà chúng ta biết buông bỏ xuống, chúng ta không cầu thúc, thì xem như là chúng ta được tỉnh. Tất cả pháp nó vô thường, rồi nó cũng qua. Cái điều đau khổ nhất cũng đi qua, cái điều vui và lạc nhất cũng đi qua. Và chính kiếp mạng sống này rồi cũng kết thúc, tất cả nó vô thường. Mà cái gì vô thường cái đó đổi thay. Mà cái gì đổi thay đó, chúng ta đừng bao giờ chúng ta cho rằng chính là nó là của mình, nó là Phật của mình đang cầm, đang nắm hay đang được vân vân, thì đó chính là cái tâm của chúng ta suy nghĩ như vậy. Nhưng quả thật cái người đệ tử phải luôn luôn biết rằng mình phải có kiểm soát tâm của mình, phải có điều phục tâm của mình, bởi vì tâm của mình nó rất là lẹ, nó rất là nhanh, và tâm của mình nó rất là phóng dật và chấp thủ. Khi biết tâm của mình phóng dật chấp thủ như vậy thì mình kiểm soát tâm của mình, thì một phần chấp thủ và một phần sai lệch nó đã đi qua. Kính thưa quý vị, có một số người xem coi như chắc là Phật dạy chỉ có tụng kinh niệm Phật, chỉ có vậy là đủ rồi. Là chúng ta cũng nghe vậy không kể nhiều, thôi học nhiều xong hiểu biết hết, chứ thôi học nhiều thôi tu cũng được rồi. Thì những cái đó là chúng ta đã tự giam và nhốt mình ở một góc hẹp rất là uổng tiếc. Không phải chúng ta gọi là để chúng ta học hết, mà chúng ta học những gì cần thiết. Chúng ta sáng ngời là chánh tri kiến. Lời Phật nó một cái đường đi, nó là một kim chỉ nam để chúng ta không phải đau khổ, để chúng ta đi khổ đắc lạc một chút xíu. Dạ. Mà cái đó là do cái gì? Phải do nghe, do học, do hiểu, chứ không phải tự động coi như mà vô mà khép tu một cái nó thành, nó chứng đắc đâu. Phải như vậy. Và từ tiền thân cho tới hiện tại này, nếu người đã có cái duyên từ thiền thân thì hiện kiếp này họ sẽ làm được nhiều cái việc. Thế vì còn quả thật nếu như chúng ta không có tạo cái duyên mà nghe mà đón được, hưởng được cái pháp lạc, thì kính thưa quý vị, kiếp chúng ta cũng khó mà chạm. Bởi vì kém duyên. Nếu như chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết tu tập, thì chúng ta sẽ hưởng được cái sự an lạc trong chánh pháp. Và sự hưởng được sự an lạc trong chánh pháp chính là người trí sẽ hiểu hưởng được cái gì? Hưởng được cái sự tịnh lạc. Có thể là người trí hưởng được cái sự tịnh lạc. Tịnh lạc này nó có hai cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa của hiệp thế, một ý nghĩa của siêu thế. Cái người trí tuệ này là cái người đã thành tựu những việc nên làm, đã làm sao đời sống này không còn đời sống sau. Là còn cũng là cái người trí tuệ mà cũng hưởng được cái an lạc nó trong cái tạm thời, hay trong cái thời gian chứng đắc thiền, hay là thời gian tu tập, hay thời gian hiểu biết được tốt đẹp. Thì xem như chúng ta cũng đã hưởng lạc một cách tạm thời, và có một cái tuyệt đối, đó chính là khi chúng ta đã hoàn thành, không còn cái sinh tử, không còn khổ đau nữa, tâm của chúng ta khác ác xấu nữa, thì xem như cái tâm đó đó nó là một cái kriya citta, tức là duy tác tâm hay là tố tâm bất giờ, thì cái tâm đó, tâm tố đó, thì nó tuyệt đối rồi. Còn cái đời sống bình thường của chúng ta chỉ là những thiện tâm thiện cũng là thay rồi, nó còn tốt hơn là cái tâm của akusala citta, tức là tâm bất thiện. Dạ. Yeah. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải khởi lên những cái kusala citta, tức là cái thiện tâm. Và chính là nhân là duyên đưa chúng sinh đến cõi vui hay cõi khổ. Và nó như một cái hồ nước, nó trong xanh, nó trong sáng, nó không khuấy đục. Cái sự khuấy đục đây chính là ám chỉ cho phiền não. Và tâm được an, tâm được tu tập, tâm có chánh tri kiến dẫn đầu, hay là cái hướng đi này được chánh kiến làm nhân làm duyên, được cái chánh tri kiến này, cho nên trong vòng sanh tử chúng ta không bao giờ bị say mê và lầm lạc.
Ngài kính thưa toàn thể quý vị, đây là xin trình bày khí nghĩa của và của câu phong cú số 82 là như vậy. Nếu có điều gì mà sở thất kinh muốn mong toàn thể quý vị quan hệ cho để được thức tư đại tinh vương chư tiên hộ trì chánh pháp, như là thần chư thiên linh dắt lên ở tại nghiêm cũng như ở tại nơi của quý vị đã được an lạc. Sao tôi lắng thay mặt đại con xin được thành kính tòa thầy thuyết giảng bài kinh của số 2 đến 5 cả sự an sự tiến hóa chúng con xin thành kính chân ơn đại đức thần tòa thầy viện và thay mặt đại diện được cung tỉnh đại đức minh hàn thị hoa thị chúc phúc cho xuất thai gia và con xin được cung thỉnh đại đức minh hạnh. Phật tử sư phong ngài là lạc khăn thư sắp bê vật sắp bồ đà nơi phá quê nơi sá đa sơ thị phong quân trụ tê mong ngài là thư sắp đê vật anh trụ tê phong quân thư sắp và mong ngài là lạc khăn thư sắp đê vật sắp sáng khắp phu hàng sinh chư thiên oai đức của giáo pháp vừa nhờ oai cầu xin cho quả cô tâm tinh thần tâm ba thành tựu mỹ cho ý mà sa lần thầy chân để làm thì chúc phúc cho rung sạch. Xin được kính mời toàn thể đạo đến chân tiền.